Cô xin chào các con học sinh lớp 5 thân mến. Cô rất vui được gặp lại các con trong tiết học ngày hôm nay, trong tiết tập làm văn lớp 5. Rồi, để tạo ra không khí vui tươi của việc học ngày hôm nay thì chúng ta cùng cô hãy khởi động bằng đoạn nhạc nhé. Các con thân mến, các con đã biết được cái sự nguy hiểm của việc mắc dịch bệnh COVID-19. Vì vậy các con cần phải thực hiện tốt những cái việc làm mà cái đoạn phim này vừa đề cập đến nhằm giúp chúng ta thực hiện việc phòng chống sự lây lan của dịch bệnh nhé. Nào, chúng ta đã sẵn sàng cho bài học ngày hôm nay chưa? Cô cùng các con đi vào tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Bài học của chúng ta ngày hôm nay đó là ôn tập tiếng Việt tiết thứ tư trong sách tiếng Việt tập 2 trang 102. Và cái nội dung ôn tập này sẽ giúp được các con nhớ lại những cái bài tập đọc mình đã học từ đầu học kỳ 2 đến nay, đồng thời ôn lại cái cấu tạo bài văn miêu tả và thực hiện cái việc làm dàn y vắn tắt của một bài tập đọc mà có thể loại văn miêu tả. Nào, chúng ta cùng đi vào hoạt động đầu tiên của bài học ngày hôm nay nhé. Hoạt động đầu tiên của chúng ta là cô sẽ mời các con xem một đoạn phim trước. Con thân mến, các hình ảnh mà các con vừa xem đó, các con thấy quen thuộc không? Cũng chắc chắn rằng nó rất quen thuộc với chúng ta, đúng không nào? Và những ảnh này nó cũng gắn liền với lại cái yêu cầu hoạt động thứ nhất của chúng ta ngày hôm nay. Cái hoạt động đầu tiên chúng ta có yêu cầu gì nào? Câu hỏi của chúng ta đó là hãy kể tên các bài tập đọc đã học từ tuần 19 đến tuần 27. Bây giờ thông qua những cái hình ảnh đó các con hãy nhớ và thống kê lại cho cô tất cả những bài tập đọc mình đã học từ tuần 19 đến tuần 27 và thời gian để thống kê cho các con đó là 1 phút, thời gian 1 phút bắt đầu.
được tên của những bài tập đọc mình đã học chưa? Nào, bây giờ cô cùng các con sẽ nêu lại tên từng bài học mình đã học từ tuần 19 đến tuần 27 theo thứ tự nha. Rồi, chúng ta cùng nhau kiểm tra nào. Con thân mến, các con đã kể đúng tên bài tập đọc mình đã học chưa? Những bạn nào kể đúng tất cả những cái bài tập đọc mình đã học thì chúng ta hãy còn ngại gần gì nữa, hãy vỗ tay khen mình đi nào. Các con ạ, từ tuần 19 đến tuần 27 trong học kỳ 2 thì chúng ta đã được học các cái bài tập đọc thuộc ba chủ điểm. Đó là chủ điểm người công dân, chủ điểm vì cuộc sống thanh bình và chủ điểm nhớ nguồn. Đối với chủ điểm người công dân thì chúng ta có những bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần thứ 21, gồm những bài như sau. Tuần 19 có bài người công dân số 1, bài này chia làm 2 tiết. Ở tuần thứ 20 chúng ta có bài Thái sư Trần Thủ Độ và bài Nhà tài trợ đặc biệt của cách mạng. Ở tuần 21 chúng ta có bài Chí Dũng Song Toàn và bài Tiếng Sao Đêm. Đối với chủ điểm vì cuộc sống thanh bình thì chúng ta có những bài tập đọc từ tuần 22 đến tuần 24. Đó là tuần 22 có bài tập đọc Lập làng giữ biển và bài Cao Bằng. Tuần 23 chúng ta có bài Phân sự tài tình và bài Chú đi tuần. Ở tuần 24 thì chúng ta có bài Luật tục xưa của người Ê Đê và bài Hộp thư mật. Đối với chủ điểm nhớ nguồn thì chúng ta có những bài tập đọc từ tuần 25 đến tuần 27. Trong đó tuần 25 chúng ta có bài Phong cảnh đền Hùng và bài Cửa sông. Ở tuần 26 chúng ta có bài Nghĩa thầy trò và bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Ở tuần 27 chúng ta có bài Tranh làng Hồ và bài Đất nước. Như vậy là chúng ta đã ôn lại được tất cả những cái bài tập đọc mình đã học từ đầu học kỳ 2 đến nay. Và các con đã biết, trong những bài tập đọc á, chúng ta đã học thì nó được viết dưới nhiều thể loại, có thể loại thơ, văn xuôi hoặc là kể chuyện vân vân. Vậy thì trong những cái bài đọc mình đã kể ra đó thì cái bài nào thuộc dạng văn miêu tả? Và đó cũng chính là cái yêu cầu số 2 trong nội dung ôn tập ngày hôm nay. Các con hãy xem lại câu hỏi nhé. Hãy kể tên các bài tập đọc là văn miêu tả đã học từ tuần 19 đến tuần 27. Bây giờ cô sẽ chiếu lại một lần trên màn hình cho các con tất cả những bài tập đọc mình đã học từ tuần 19 đến tuần 27. Các con hãy thống kê lại trong những bài tập đọc này thì bài nào nó là thuộc dạng văn miêu tả và thời gian để chúng ta suy nghĩ và trả lời là 20 giây. 20 giây suy nghĩ bắt đầu. Nào, các con có kết quả chưa? Chúng ta hãy cùng cô kiểm tra xem đáp án của các con có giống với cô không nhé. Như vậy là những cái bài tập đọc là văn miêu tả đã học từ tuần 19 đến tuần 27 của cô gồm là Tấm ba la vườn ô mở rộng. À, bài đầu tiên là bài Phong cảnh đền Hùng ở tuần 25.
Vân ơi mở ra. Bài tiếp theo, hội thổi cơm thi ở Đồng Vân tuần 26. Vân ơi hãy mở ra. Bài tranh làng hồ ở tuần 27. Như vậy đây là ba bài tập đọc nó thuộc dạng văn miêu tả. Rồi bạn nào có đáp án giống cô nào? Chúng ta còn chần chờ gì nữa không, cho bản thân mình một tràng vỗ tay nào? Rồi, các con thân mến, chúng ta đã làm quen với những cái bài văn miêu tả, cụ thể là ở học kỳ 1 đó, chúng ta đã làm quen với văn tả cảnh rồi. Thì các con hãy cho cô biết một bài văn tả cảnh thì gồm có mấy phần? Bài văn miêu tả của chúng ta chỉ gồm có 3 phần. Đó là những phần nào? Cô chắc chắn rằng ai cũng nhớ cái cấu tạo bài văn miêu tả gồm 3 phần này. Đó chính là mở bài, thân bài và kết bài. Như vậy thì với cấu tạo bài văn miêu tả này á, thì bạn nào có thể cho cô biết? Hãy nêu cho cô cái dàn ý của bài văn miêu tả. Chúng ta nắm được dàn ý của bài văn miêu tả cảnh rồi. Bây giờ chúng ta hãy cho cô biết là cái dàn ý bài văn miêu tả thì nó được sắp xếp như thế nào. Cô sẽ hướng dẫn chúng ta lại một lần nữa cái dàn ý của một bài văn tả cảnh. Thì bao gồm là thứ nhất là mở bài. Mở bài chúng ta sẽ làm gì? Đó là chúng ta giới thiệu lại cái đối tượng chúng ta sẽ miêu tả. Ở phần thứ hai là phần thân bài thì chúng ta sẽ đi sâu vào miêu tả các cái đối tượng về những cái đặc điểm mà có tính đặc trưng, đặc điểm nổi bật, đặc điểm điển hình, vân vân. Và cuối cùng chúng ta sẽ đi vào phần kết bài, thì phần kết bài này chúng ta phải nêu được đánh giá, nhận xét cũng như là cái cảm xúc của người viết. Thì đây chính là cái dàn ý chung cho một cái bài văn miêu tả cảnh. Câu hỏi thứ ba, chúng ta sẽ lập cho cô dàn ý vắn tắt của một bài văn, cái bài tập đọc đó, nó chính là bài văn miêu tả. Thì trong ba cái bài tập đọc chúng ta liệt kê ra là bài văn miêu tả đó, thì cô sẽ hướng dẫn các con một bài, coi như là cái phần dàn ý hướng dẫn của cô để các con dựa vào đó làm những cái yêu cầu tiếp theo. Như vậy thì yêu cầu đầu tiên cô sẽ làm cho chúng ta cái phần ví dụ bài tập, cái bài tập đọc là bài hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Và trước khi đi vào cái lập dàn ý của bài này á, thì chúng ta sẽ phải lập lại nội dung của bài này để xem coi trong bài này nội dung là những gì nhé. Bây giờ cô sẽ đọc lại một lần nữa nội dung của bài. Các em sẽ theo dõi và đọc nhẩm theo nhé. Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân bắt nguồn từ các cuộc trảy quân đánh giặc của người Việt cổ bên bờ sông đáy xưa. Hội thi bắt đầu bằng việc lấy lửa. Khi tiếng trống vừa dứt, bốn thanh niên của bốn đội nhanh như sóc, thoăn thoắt leo lên bốn cây chuối bôi mỡ bóng nhảy để lấy nén hương cắm ở trên ngọn. Có người leo lên, tụt xuống, lại leo lên. Khi mang được nén hương xuống, người dự thi được phát ba que diêm để châm vào hương cho cháy thành ngọn lửa. Trong khi đó, những người trong đội, mỗi người một việc. Người thì vót những thanh tre già thành những chiếc đũa bông, người thì nhanh tay ngã giã thóc dần sàng thành gạo, người thì lấy nước và bắt đầu thổi cơm. Mỗi người nấu cơm đều mang một cái cần tre được cắm rất khéo vào dây lưng, uốn cong hình cánh cung từ phía sau ra trước mặt. Đầu cần treo cái nồi nho nhỏ, người nấu cơm tay giữ cần, tay cầm đuốc đung đưa cho ánh lửa bập bùng. Các đội vừa thổi cơm vừa đang xen nhau uốn lượn trên sân đình trong sự cổ vũ nồng nhiệt của người xem hội. Sau đó 1 giờ rưỡi, các nồi cơm được lần lượt trình trước cửa đình. Mỗi nồi cơm được đánh một số để giữ bí mật. Ban giám khảo chấm theo 3 tiêu chí: cơm trắng, dẻo và không có cháy.
Cuộc thi nào cũng hồi hộp và việc giật giải đã trở thành niềm tự hào khó có gì sánh nổi đối với dân làng, theo Minh Nhương. Như vậy là cô đã đọc lại nội dung của bài tập đọc. Bây giờ, các con hãy cho cô biết bài đọc này được chia làm mấy phần. Các con đã đọc bài rồi, đã chia đoạn rồi, thì chắc chắn phần này chúng ta đã nắm được cái phần chia đoạn rồi đúng không? Bài tập đọc này được chia làm 3 phần. Phần 1 cũng chính là đoạn đầu tiên, đoạn số 1, từ đầu cho đến bờ sông đáy xưa. Phần thứ 2 là bao gồm đoạn thứ 2 và đoạn thứ 3, bắt đầu từ hội thi bắt đầu cho đến người của người xem hội. Phần thứ 3 là đoạn thứ 4 là nội dung phần còn lại. Các con thấy rằng là ở phần đầu tiên thì ở đây nội dung nó muốn nói về nguồn gốc của hội thi. Và đây cũng chính là cái phần mở bài của cái bài tập đọc này. Ở phần thứ hai, nội dung muốn nói về diễn biến của hội thi. Đây cũng chính là phần thân bài. Và cái phần thứ ba là cái phần kết quả của hội thi. Đây cũng chính là kết bài của bài văn. Như vậy thì các con hãy cùng cô đi vào làm dàn ý cái bài hội thổi cơm thi ở Đồng Vân chi tiết hơn. Ở đây cô sẽ hướng dẫn các con nhé. Đầu tiên mở bài thì chúng ta thấy rằng trong bài tác giả đã nêu ra cái nguồn gốc của hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Đây là cách mở bài trực tiếp. Thì tác giả đã đưa ra cái phần nguồn gốc này, đó là cái cuộc chạy quân đánh giặc và nó xuất hiện ở bên bờ sông đáy. Đó là nội dung phần mở bài. Còn đối với thân bài thì nội dung là nêu về cái diễn biến cuộc thi. Thì ở đây tác giả đã triển khai ra những hoạt động như sau. Đầu tiên là tác giả nêu hoạt động lấy lửa và chuẩn bị nấu cơm. Trong phần này thì có những cái nội dung. Đầu tiên là tác giả nêu những cái khó khăn của việc lấy lửa, bao gồm các công việc như là phải leo lên cây chuối nè, rồi phải lấy nén hương ở ngọn chuối, phải châm hương vào ba que diêm và phải làm cho hương cháy thành ngọn lửa. Và cái công việc thứ hai là cái công việc của việc chuẩn bị nấu cơm. Thì ở đây tác giả cũng nêu ra là chúng ta cần phải, mọi người cần phải giã thóc này, dần sàng thành gạo, rồi phải lấy nước thổi cơm và mọi người trong đội phải có sự phối hợp nhịp nhàng với nhau. Trong cái hoạt động nấu cơm thì tác giả cũng nêu ra là cái cách thức như là phải cắm cái cần tre vào dây lưng và cái đầu cần phải treo nồi, rồi chúng ta phải dùng tay này để giữ cần, rồi tay cầm đuốc để nấu, rồi vừa thổi cơm này vừa di chuyển đan xen với các cái đội khác một cách nhịp nhàng. Ở phần kết bài á, nó cũng là nội dung kết quả của cuộc thi. Thì ở đây tác giả đã nêu ra cái hoạt động là chấm thi. Trong chấm thi thì tác giả nêu ra cách trình bày để chấm của các tổ thi cũng như là những cái tiêu chí để chấm thi. Đồng thời bên cạnh đó tác giả cũng nêu ra được niềm tự hào của những người đoạt giải. Đây là cái dạng kết bài không mở rộng. Như vậy là cô đã nêu ra được cái dàn bài của một cái bài tập đọc. Cô chọn đó là bài Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân. Như vậy thì bây giờ cái yêu cầu của cô đối với các con đó là chúng ta hãy lập cho cô dàn ý vắn tắt của một trong hai bài tập đọc là văn miêu tả còn lại. Như vậy là mình có ba bài mà cô đã làm mẫu một bài rồi, thì còn lại bài là phong cảnh đền Hùng và bài tranh làng Hồ. Các con hãy chọn một trong hai bài này, các con thích bài nào thì hãy lập dàn ý vắn tắt cho cô giống như phần cô hướng dẫn. Và cô nhắc lại ha, chúng ta muốn lập dàn ý, chúng ta phải đầu tiên phải nêu được tên bài, rồi trong đó chúng ta phải nêu rõ là phần mở bài. Mở bài trong đó là giới thiệu đối tượng sẽ tả, thì trong đó tác giả giới thiệu như thế nào, giới thiệu những gì thì mình phải nêu hết ra. Rồi ở phần thân bài thì chúng ta phải đi sâu vào miêu tả đối tượng, các cái đặc điểm, tính đặc trưng nổi bật, điển hình. Thì trong bài này tác giả đã nêu được những cái đặc điểm nào, chúng ta phải nêu rõ ra nhé. Và cuối cùng chúng ta sẽ làm phần kết bài, thì chúng ta xem là tác giả trong đó đã nêu được những đánh giá gì hoặc là có thể hiện cảm xúc gì của tác giả hay không. Thì các con hãy nhớ chọn cho cô một bài
trong hai bài còn lại để mà lập cho cô một cái dàn im ắng tắt giống như phần cô đã hướng dẫn các con trong cái phần hướng dẫn bài Hồ Thổi Cơm Thia Đồng Vân nhé. Rồi, cô hy vọng rằng qua phần hướng dẫn của cô thì các con đã có thể lập được dàn ý của bài văn là văn miêu tả.